Xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình đã chuẩn bị một mâm gà rán sốt cay và ở đây thì có xúc xích với lại tấc nướng nữa. Tiếng Hàn nó gọi là sốt tấc. Thì hôm nay mời mọi người cùng ăn với mình nhá. Thì mình có chuẩn bị cả củ cải muối để ăn kèm cho nó đỡ ngán nữa. Bây giờ thì xin mời cả nhà cùng ăn với mình nhá. Mình sẽ ăn gà rán trước.